bốn cái rủi ro về mặt pháp lý khi chúng ta đầu tư bất động sản. Thì trong video ngày hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn bốn cái rủi ro này để các bạn biết và phòng tránh khi chúng ta tham gia đầu tư. Vì là nếu như chúng ta dính vào gì, dính vào pháp lý là rất là mất việc, mất thời gian và chắc chắn bạn sẽ mất tiền. Thì chúng ta sẽ đi từng cái rủi ro một, và các bạn hãy nhớ rằng là hãy theo dõi hết, bởi vì mỗi một cái rủi ro thì nó sẽ luôn luôn tiềm ẩn trong các cái cơ hội đầu tư của chúng ta. Rủi ro đầu tiên chúng ta có thể đề cập đến đó là việc mà chúng ta giao dịch đúng thời điểm nhưng lại không đúng người. Chúng ta hiểu đơn giản là gì? Sổ thuộc quyền sở hữu một người nhưng một người khác lại đứng ra để giao dịch đó. Thì do vậy trong trường hợp này rằng người ta có thể người ta cầm tiền bạn, người ta bùng, người ta chạy mất. Thế do vậy là khi mà chúng ta đi giao dịch thì chúng ta cần phải nhớ là việc tiền nong là chúng ta phải giao điện chuyển cho người đứng tên sở hữu của quyền sổ đó, thì chúng ta không chuyển cho người khác. Chuyển cho người khác trừ trường hợp điện ông có giấy ủy quyền cho bà hay anh có giấy ủy quyền cho chị thì ok, họ có giấy ủy quyền cho tôi đứng ra để thay mặt tôi nhận tiền, thay mặt tôi để làm những điều này, và có giấy ủy quyền, có xác nhận của cơ quan công chứng là được, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ chấp nhận trường hợp này. Cái rủi ro thứ hai là gì ạ? Là cái việc mà chúng ta cọc qua loa. Cọc qua loa đây hình dung là gì ạ? Ví dụ các bạn thấy là khi các bạn mua thì có thể cọc qua các bạn nhân viên môi giới. Nếu như mà cái công ty nhân môi giới nó lớn, uy tín nó to thì nó còn lo đúng không? Nếu như các bạn môi giới mà gọi là không có một cái cơ sở nào, chúng ta giao tiền cho họ gì ạ? Họ nói là họ nhận, đúng, tôi nhận cọc, nhưng mà hoặc cuối cùng xong rồi bạn gọi lại có thể họ tắt máy, họ đi đâu, họ làm gì. Tất nhiên là gì, trong trường hợp này thì chúng ta vẫn lấy lại được tiền, nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian, và cái thời gian để chúng ta đi tham gia, chúng ta đi đòi lại tiền nó tốn chúng ta rất nhiều thời gian. Do vậy chúng ta cũng nên ạ, trong trường hợp cọc thì nên cọc với chủ đất. Một cái rủi ro nữa mà chúng ta thường thấy là mọi người hay dính phải, đó là rủi ro việc né thuế. Có thể chúng ta giao dịch thực tế nhưng mà chúng ta kê khai thuế thấp quá để mục đích là tránh giảm cái tiền phải nộp thuế. Nhưng cái điều này nó dẫn đến rủi ro, ví dụ bạn khi bạn gửi hồ sơ qua cơ quan thuế, họ sẽ kiểm tra xác minh là cái giá của người đang như nào. Bây giờ thì là thuế quản lý rất chặt và chúng ta thấy rằng có những trường hợp đã phải đi tù về cái tội là trốn thuế khi mà giao dịch bất động sản. Trong trường hợp này các bạn nhớ rằng là gì ạ? Chúng ta có kê khai thì chúng ta kê khai làm sao nó phải phù hợp với cái yêu cầu, như là gì ạ? Phù hợp với cái quy định của nhà nước. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là mạo hiểm. Và khi chúng ta đưa ra thì người ta sẽ chờ xét duyệt kiểm tra lâu hơn. Và đến cái rủi ro thứ tư mà chúng ta đề cập đến đó là gì ạ? Đó là việc rủi ro về bị lo bị lừa đảo. Lừa đảo thì nó có nhiều hình thức lừa đảo lắm. Ví dụ như lừa đảo có mua bán qua vi bằng, nhận cọc này. Rồi thì lừa đảo gì? Một sổ thì bán cho nhiều người này. Nó rất là nhiều cái hình thức tinh vi lừa đảo. Khi các bạn mua bán các bạn cũng cần phải kiểm tra check cho nó chắc chắn. Thì chúng ta hãy tiến hành đặt cọc, không vì thôi các bạn nhé. Vì chúng ta rất nhiều cơ hội. Các bạn hy vọng gì ạ? Cái chia sẻ này thì giúp cho bạn có được cái góc nhìn cũng như là chúng ta biết để chúng ta phòng tránh những cái rủi ro khi chúng ta đầu tư bất động sản.